World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam được tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới. Ngoài vinh dự được góp mặt tại sân chơi danh giá này, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung còn nhận được khoản thưởng lớn từ FIFA. Theo thông tin mới được tiết lộ, FIFA sẽ tăng mức thưởng cho các cầu thủ dự World Cup nữ 2023. Theo đó, mỗi cá nhân thi đấu tại ngày hội lớn nhận được tới 30.000 đô la Mỹ, tương đương gần 700 triệu đồng. Con số này cao hơn gấp đôi so với những giải đấu trước, khoảng 14.000 đô la Mỹ. Được biết, số tiền này không nằm trong khoản tiền thưởng cho các đội tuyển dự World Cup. Các đội bóng bị loại tại vòng bảng sẽ nhận được hơn 1,5 triệu đô la Mỹ, trong khi nhà vô địch nhận được hơn 4 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh số tiền thưởng, FIFA còn dành một khoản tiền lên tới 42 triệu đô la Mỹ cho các đội trong quá trình chuẩn bị. Cùng với đó là các câu lạc bộ có cầu thủ dự giải. Đây rõ ràng là tin vui với đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ vừa có cơ hội cọ sát với những đội bóng hàng đầu thế giới, vừa nhận được khoản tiền thưởng lớn từ FIFA đây sẽ là sự khích lệ không nhỏ cho các cô gái việt nam trong chặng đường chuẩn bị cho dấu mốc lịch sử tại world cup